thức mới cùng HTV ta hành động xanh. Đó là điều tự hào, là cái điều ta muốn và rồi để nó được lan rộng nhanh. Văn hóa xanh nhìn qua tầm mắt và lối sống xanh trao đôi bàn tay. Sống bền vững là điều phải chắc, cùng HTV ta hành động xanh. Nguyễn Bảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cùng HTV Hành Động Xanh. Thưa quý vị, phải nói rằng là trong những tuần vừa qua thì chúng tôi nhận được rất rất nhiều những tình cảm yêu mến của quý vị khán giả dành cho chương trình. Cũng như là chúng tôi đã nhận được hàng trăm clip dự thi chất lượng mà quý vị khán giả đã gửi về từ mọi miền đất nước.